Xin chào tất cả các bạn ha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ender Gaming. Và trong video này thì mình sẽ làm tiếp tục với game GTA 5 Online. Đúng ra là hôm nay mình tính làm người ta đang offline, mình tính lấy con xe đó mình đi làm Uber, mình chạy cho khách thử. Nhưng mà có một tin hơi bị buồn, đó chính là mình không có thể cái script hook đó chưa có update được á, cho nên là nó không có cho mình chơi được, mình không có cài được mod cái con mấy con xe mới này vô, mình không có spam nó ra được. Cho nên hiện tại mình vẫn chưa làm được ha. Sẽ có nhiều bạn kêu mình làm, các bạn từ từ đợi khi nào mình có cập nhật cái scripthook.net lên thì mình sẽ tải về mình sẽ làm ha. Chạy Uber cho các bạn và mình sẽ làm những cái khác. Rồi ok. Thôi thôi mệt quá. Hôm nay mình sẽ cái con siêu xe này từ từ mình đổ sau đây, tại siêu xe này đổ ngoài được mà đúng không? Hôm nay mình tính là mình lấy con xe kia mất tiêu rồi. Tính lấy con xe bay mình đi chơi mà xe bay nó mất tiêu rồi. What the fuck? Xe bay đâu? MMI, we expect the unexpected. À rồi, I'll ok, look xe into bay it. nó nằm như bữa chấm mà bạn kia mượn rồi nó mất xe luôn rồi. Này xe bắt chó nè. Morse Mutual Insurance, how can we help you? Đúng rồi. I Con think xe we can do bay that. tên là Deluxo, còn cái con kia là một cái con xe gì nữa đó. Đây, xe bay đây. Có nhiều bạn hỏi là thử đem cái con xe này vô cái chỗ mà vô cái chỗ mà có con máy bay á, xong rồi các bạn đi thử xuống, kêu mình bay lên trên trời xong tải con này xuống thử. Rồi đợi xíu hôm mình sẽ thử sau. Ở sao mình không bay được? Rồi xe bị gì rồi? À bay được nè, từ 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 từ. Cái cổ nó như kiểu mình nặng lắm vậy đó, phải đưa lên. À. Sao mà không sang con quỷ cô hồn nào vậy? Xe này xuống nước là nó ngậm nha, xe này xuống nước ngậm nó, không phải như xe lội nước kia đâu, là nước nó còn nổi được. Đây các bạn thấy xe nó muốn chìm mà đúng không? Ở khi mình bay lên thì mình mới không có làm được thôi. Thì cái con xe bay này thì nó mình đang hóng nó trong offline để mình lấy con này mình đi chơi, nhưng mà thật sự thì vẫn chưa có được. Cho nên là các bạn đợi ha. Mình có gắn đèn neon ở dưới á, thành ra là các bạn nhìn nó có xanh xanh ở dưới á. Rồi bây giờ mình thử cho các bạn thử xem ha. Hôm nay mình vẫn còn hai cái mình chưa cho các bạn xem, đó chính là một con máy bay bự nhất, máy bay bự thôi chứ không bự nhất, bự rồi, và một con trực thăng chưa cho các bạn xem. Không, mình sẽ cho các bạn xem. Trực thăng thì nó cất ở bên kia rồi, phải đem ra xong đem vô gara kia mới được, phải bay về kia đó. Nó không biết cái trực thăng nó có cái gì hay ho không nữa. À quên, hình như xe bay và con xe lội nước không có thể đưa vô cái con trực thăng này được. Đây nha, các bạn thử nè. Riêng con xe vàng thì vô đưa vô được. À được nè. Thử. Rồi ok, cho nó vô. Let's see what we can do here. Exit the vehicle. Rồi, bây giờ con xe nó đã nằm bên trong cái trực thăng này rồi. Ok chưa? Đây các bạn thấy nó nằm bên trong rồi nha. Bây giờ mình sẽ lên con này mình bay. Nè, lên đây các bạn bay nè. Enter cockpit, cockpit là cái khoang cabin đó. Đó, bây giờ bay thôi. Rồi, thì hiện tại trong máy bay mình nó chứa một cái con xe rồi, nó nặng quá. Mình vẫn chưa có biết bật hai cái cánh này nó đưa về phía trước ta, vẫn chưa mình chỉ một cái cách đó. À đây nè, chưa e đây. Thì cái con này lúc trước trong GTA 5 này nó có một cái mod y như con máy bay này luôn, thì mình chắc mình nghĩ là mấy ông kia ông xem mod này ông làm theo. Đây nè, nó bật bật tắt được cái cánh này luôn, và cái nó cũng có vời cái viền ngoài á. Đây bây giờ mình bay cao lên ha. Đó, đẹp không, một đây cực kỳ đẹp luôn. Thì các bạn bật lên thì nó sẽ bay thẳng lên, nó sẽ giữ con thân nó cố định.
Đây nó chỉ thằng nó cố định. Bạn thấy nó cố định không? Đây nó cứ vậy hoài luôn, nó sẽ không trôi xuống, nó cũng không trôi lên. Còn nó chỉ nhích chút xíu thôi. Bên trong được thăng thì nói đồ hiện đại không. À mình cũng không biết là mình đang bay, mình vô cabin lúc nào ta. À, cái này mình hơi quan ngại nè, cái này hơi quan ngại nè, cái này hơi lo đó. Quên nữa ta, đang bay thì bấm cái nút nào để chui vô cabin bây giờ. Chết bào. Đó thì cái vấn đề là như vậy đó, vấn đề là mình không biết cái cách nào để mình vô được cái cabin này, mình đã bấm nút F cái nó phóng ra máy bay luôn là thôi luôn á, xong luôn á, xong một lần. Giết một lần hai mạng người luôn á. Nào ta. Hai cánh cực kỳ bự luôn, nó giữ máy bay dữ lắm. Nó không có chỉ cho mình cái phím nào để bấm nó vô kia hết trơn á. Chết bạo. Giờ nó bấm mé là nó phóng xuống. Chua quá. Me thì nó bật cái cánh này lên thôi. Vậy là phải nhờ một người nó bay con máy bay gì nữa. Mà giờ này thì trong này toàn là những cái bạn nào không quen không à. Giờ này Việt Nam có ai on hết trơn á. Chua nha. Anh mới bắt cho các bạn xem thử nha. Té là bắn họng luôn. Đó, cái chua nó nhảy xuống kìa. Ơ đừng có nhảy, đừng có nhảy, đừng có nhảy, đừng có nhảy. Thôi xong rồi, xe tôi chổng. Cách này là để mình test, mình nhờ một bạn nào đó phụ mình chứ chơi giống ổn. Nổ luôn. Nổ luôn. À sao nó mình không có đáp xuống rồi mình test thử cái này đó. Rồi các bạn đợi mình xíu mình quay về kia nha, mình skip khúc này nha. À có cái này rất là thú vị, đó là xe bay các bạn có thể xuống xe mà trong khi nó vẫn còn chế độ bay. Đây nè. Tròn xe đi nè các bạn nhìn nè. Nó tròn xe đi nè, mình đẩy nó được nè. Đẩy nó vẫn đi được bình thường. Đó mình để nó vẫn nhúc nhích, nó vẫn cứ trôi bồng bềnh vậy đó. Không có tắt được cái chế độ bay đó luôn ha. Để mình mở cái này lên rồi mình về. Nó bị cái gì ta? Operation Robot Center. Ơ vậy là cái station này sao nó kỳ sao á. Nó không cho mình đăng ký CEO. Hoặc là đăng ký MC nó không cho. À đây nè. Currently available. Mình đợi session khác nha. Session này có vấn đề rồi. Đông quá rồi sao á. À đây rồi, ok được rồi. Được chưa vậy? Con này dậy đất ngon rồi, không có tốn bánh. À, mình chưa được luôn, nó bị lát luôn. Được nè. À, các bạn có thể còn thể tròn xe nó cứ trôi lên gì đó, nó cứ nổi vậy đó. Rồi mình bây giờ mình gọi xe cho các bạn xem, thì đây mình còn một con trực thăng, nó tên là trực thăng tên gì ta, Akula. Ok thì một con máy bay bự, hồi này mình sẽ test cho các bạn xem máy bay bự dễ lấy lắm, quan trọng là con trực thăng này trước nè. Akula đâu rồi, đây thì muốn gọi được cái đó các bạn phải cất cái xe của bạn đi, và các bạn phải lấy xe của mấy đứa này các bạn đi tới ha. Nó không cho các bạn spam lần hai chiếc rồi, có máy bay rồi đó. Thôi vậy ok, khá là gần, mình mượn xe đi vô mới được. I almost crapped my thong. Damn it. Nó nằm ở trong cái sân vận động á. Sân vận động này đây. Sân vận động nó chỗ đi ngang mấy nó bắn chết. Đó mấy này nè. Đi ngang nó cái kiếp chuyện mình đó. Sân vận động nó có cái đường vô, đừng đi cái đường kia tầm 7, nó chỉ tầm 7 á. Đường này mới đúng nè. Đó. Nó đường này tầm 7 luôn rồi. Nó bị lát này, nãy giờ nó mới ra được cái này. Đường này mới đúng. Đó cái đường này mới đúng. Mày kệ đi, đi bộ đỡ đi. Cũng sắp tới rồi.
thang mà nó nằm cuối góc bên kia. Cái The Doom Day Hex này thì từ từ mình sẽ làm cho các bạn xem ha. Mình cũng chưa làm bao giờ luôn. Mình nghe nó khó lắm. Thì để mình rủ mấy bạn khác rồi mình làm cho các bạn xem. Chứ hiện tại là máu mình còn yếu lắm, chơi mấy cái hack này dễ bị chết lắm. Đây, thằng này thấy rồi đó, bự bự bự. Kim chi. Cái nó chiếc cái gì vậy? Vegabon này nó phải gì Việt Nam đâu. Hangul Anse Jim. Sao nó giống. Thôi bỏ đi. Đây là con Akula. Trực thăng bốn cánh, trực thăng quân đội. Nhiều thằng đúng. Wow. Wow. À, Steel Mod là cái chế độ mà chế độ mà gọi là khủng khiếp luôn á, đi săn máy bay hay sao, giờ mình bay về đây đem nó về gara này ha. Ơ, con này dễ bay vậy. Bay nhảy quá à. Machine gun. Mà súng máy thôi. Chưa có tên lửa. Còn hai cái tên lửa kia chắc là mình phải nâng cấp cho nên mới ra được. Thằng này thì ngầu, cực kỳ ngầu. À, cái chữ giống chữ Nga quá ha. RF1AKNA à? Chữ chữ N, chữ R mà không biết. Chữ Ru và chữ R. Không biết cái chữ ký tự là chữ Nga. Nó học tiếng Nga thì biết ha. Bay À, cái này rất là hay, khi mà các bạn hạ bánh ra thì các bạn không thể chúi cái đầu nó xuống được, cất bánh vô nè, cái đầu nó sẽ chúi xuống được. Á, à, kỳ vậy. Nè, cái đầu nó chúi xuống chỗ này nè. Rồi bật bánh ra nó cản cái gì đó. Đây, vô ra cho các bạn xem quả bay bự bự của mình. Xuống. Thằng dễ bay chứ. Không khó bay đâu, dễ bay lắm, bay dễ cực kỳ luôn. Bay mấy cái lần nãy mình phải lung tung rồi đó. Bùm. Hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Ok, cái session này nó có vấn đề nha các bạn. Nó lag cực kỳ lâu luôn. 27 thằng. Để mình cho out bớt nha. Này các bạn đợi xíu để mình cho out bớt. Đông quá. Cái bự của mình đây nè. Và đợi mình chút xíu nha. Rồi ok thì out sạch sẽ rồi. Đây, đầu tiên là con máy bay bự mình mới mua. Cực kỳ đã luôn. Nhưng mà mình nó không đáp nối được đâu. Một mình con nó chiếm ba cái chỗ đậu máy bay trong này, và con trực thăng nữa. Trực thăng thì nó đông quá, mình phải về bớt đi. Đây nè, con Akula này thì nó là medium nên mình phải về bớt một con nào đó, bỏ bớt một con nào đi, hoặc con Hydra này đi. Đây rồi, bây giờ mình sẽ nâng cấp nhanh cho các bạn. Mình sẽ lấy thêm mấy con này mình test thử ha. Thì như xe bay với con xe lội nước thì các bạn đợi mình, hoặc là mình phải đi chơi offline mình mới dễ mình làm được, chứ còn mà online các bạn thấy nó rất là khó chịu. Mình không có chở được người, không rước khách được, không mod được. Rồi cái thứ hai nữa là nó bị giới hạn, cứ lâu lâu bị mấy thằng quỷ cô hồn nó giết hoài à. Bơm nè. Rồi đã có bơm. Handling là để bay cho nó mượt hơn á. Livery đây có màu sơn đây. Ấy gì màu sơn nè. Nhìn thấy ghê vậy. Sơn cái này, sơn camo nhìn thấy ghê quá à. Nè, sơn nhìn thấy ghê quá. Respay sơn màu lại. Mình sẽ ultra blue. Ain't that pretty now? À. Mặc định là một cái súng 50. Này là đua 50 là hai cây luôn nha, một lần hai cây. Rồi thứ phụ thứ hai là, oh my god,
Sẽ có hai cánh này và nó sẽ có hai cái cánh này. Khủng quá. Mounted homing missile, con này là barrage là tên lửa bắn, tên lửa một lần bắn nó nhiều nhiều đạn thì phải á. Thử nha. Still mod piloting. Mình không rõ cái chức năng Steel Mod này là cái gì mà con này nó bật ra tùm lum hết trơn á. Máy bay khủng quá à. Mình nghĩ là nó có chức năng gì để mình ra khu quân đội để mình test. Tại vì nhân quân đội các bạn test các bạn bị con mang nó dí. Khổ vậy. Đó giờ mình chơi đâu có lát đâu. Nãy có cái đám kia nó lát quá trời luôn. Đây là cái hầm chứa bơm. Đâu rồi? Chứa hắc rồi, hầm chứa bơm. Nó kêu mình bấm cái gì để mình thả bơm á ta. À rồi. Steel mod là có nghĩa là không bắn được gì hết, còn này là bắn được nè. Đây. Xuống đôi nè. Không có rõ cái con này chứ là tên lửa ở đây. Tên lửa nó chỉ có tên lửa homing thôi, còn các bạn chọn tên lửa kia thì nó bắn một lần nhiều. Nhưng nó không có dí theo, nó bắn đường thẳng ha. Này bên trong thì nhìn pro nhưng mà phải có người test mới được, chứ còn bây giờ các bạn chỉ bay vậy này không khó test lắm. Mình không có xem được là như thế nào đó, các bạn nhìn rất là khó ha. Đây, bay cứ cái máy bay kia cho bạn xem. Thì hôm nay mình giới thiệu hai con máy bay, tại bữa mình chỉ giới thiệu hết thiếu hai con. Còn cái tam upline thì hiện tại mình không có biết làm gì hết trơn, không có mod mới. Trời, không cả cánh luôn. Chi thật là ghê gớm. Bay không cả cánh vô luôn. Nó đâu cả đâu hết trơn. Cái này không tính, cái này không tính. Trời. Cái này không tính. Xí. Lết nguyên quả trực thăng vô luôn. Rồi, xong một con. Tiếp theo là con máy bay bự bự, mập mập. Con này thì mình cũng chưa biết nó test như thế nào. Súng thì chắc chỉ cứu súng ở dưới này thôi. Có camera nữa nhưng mà chắc là do người phía sau mới là đảm nhiệm việc đó. Còn mình là cái người lái thôi, cho nên người lái lúc nào cũng bị thiệt thòi hết trơn á. Con này cũng vậy nữa nè. Con này nó có một cái khoang phía sau bự chà bá luôn. Mà các bạn cần phải bấm cái gì đó để chuột về cái phần phía sau á. Đây. Cái này là bắn pháo sáng để tránh khi mà bị người ta dí á, thì bắn pháo sáng để mình tránh đạn thôi. Thì bên trong nó có một cái cửa phía sau nữa nhưng mà mình không biết nó nào đi ra phía sau. Chỉ có cái người nào mà... À đây. Biết rồi. Nhớ rồi. Xem thử nha. Rồi. Đúng rồi, ra phía sau luôn, không vô phía trước nữa. Rồi. Ấy, vô hả? Không nghĩ chơi luôn, quá xịn. Con này bay nhanh lắm. Từng chơi. À, nó bay lại là mình test sau, con này thì nó cũng tháp bơm này kia. Có súng pháo nữa. Cái này là pháo sáng để khi mà tên lửa nó bắn tiêu thì các bạn thả ra để không bị dí. Chứ là không có một mình nó không chịu vậy đó. Hôm nay có nhiều người mình test rồi mới được chứ một mình thì nó hơi khó chịu, hơi nhiều. Còn một cái gì đó có leo bên trong đó nè nhưng mà không có leo được. Vậy mới chết. Con này thì bay thì nó nhanh rồi nó... Các bạn mà sơn cái màu sơn đen thui lên á, nguyên cái máy bay đen thui hết luôn. Nhìn cứ như là mấy con máy bay ném bom tàng hình của Mỹ vậy. Cực kỳ ngầu luôn, tại mình thích cho nó nổi, mình chơi cái hình sinh nhân. Răng nó cười.
có cách bắn, máy bay này không có súng nha. Đây chỉ có cái người nào mà ngồi thì ở dưới này có một cái tháp súng, ở trên có một tháp súng, đây nè, dưới một cái trên một cái, hai tháp súng. Đúng rồi, phía sau còn một tháp nữa nhưng mà tại cái này không có. Đúng là còn một cái tháp nữa mới có. Mình kiếm thử được một tháp, đáp thử con máy bay này trong thành phố xem. Ra cao tốc đáp. Này đáp đường này được nè. Từ. Ơi. Thôi sao? Nó dài quá, nó bự quá. Mình không có biết test cái gì đây đó, các bạn thấy bên trong có cái súng máy đâu không? Đó, bên trong rất là nhiều đồ. Thì mình không có cách nào để mình lên được cái này, nó cứ đi vô trong, nó chui trong ngoài. Đó, nó cứ tại là do phải có một cái người lái mình mới vô được bên trong đó, còn không có người lái mình không vô được bên trong. Cho nên là các bạn đợi để bữa nào mình livestream hoặc là mình tìm một cái bạn đó mình rủ vô chơi chung, mình sẽ test cho các bạn xem cái này ha. Rồi thì ok, thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dõi cái video này. Nếu mà bạn thích cái video này thì các bạn hãy like và share lên Facebook mình và đừng quên ủng hộ kênh MD của mình ha. Thì chúng mình xin lỗi các bạn, hôm nay thì mình cũng không có được làm gì nhiều. Chỉ cho các bạn xem xe, tại vì online mình nói rồi mình rất là hạn chế, phải có nhiều người hoặc là offline thì mình còn có thể lo được. Cho nên các bạn đợi vài ngày nữa nó sẽ cập nhật Swift Hook rồi mình sẽ làm cái con xe đó theo yêu cầu các bạn ha. Rồi, chào các bạn. Bye bye.